Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về ngôi nhà mái cam của ba bạn sinh viên chính nghiệp Minh Chiết Đình Hoan thi công và thiết kế trong cuộc thi Dream House thiết kế ngôi nhà thông minh do Khoa Điện Điện tử tổ chức. Nói sơ về tổng quan của ngôi nhà mái cam này, quên, chắc các bạn chưa biết tại sao là mái cam đâu nhỉ, vì mái nó có màu cam thôi. Và nhóm mình chọn màu cam vì nó tượng trưng cho vui vẻ, ấm áp, là màu sắc lạc quan, nhưng trên hết là tụi mình thích nó nên chọn thôi. Chết, đang nói về cái sơ đồ tổng thể mà quay trở lại thôi. Nhà mình gồm có 5 phòng chính, phòng khách nè, nhà bếp nè, nhà tắm nè, phòng ngủ nè và phòng ngủ nữa nè. Đây là thành quả thiết kế của tụi mình. Nhìn từ xa xíu nữa thì chỉ thấy mấy cái mái màu cam thôi. Nhìn gần một xíu thì thấy một cách cửa phong cách sang trọng và hiện đại. Kế bên là bộ bàn phím dành cho những ai thích chạm nút để vào nhà, tất nhiên là phải biết mật khẩu nha. Còn không thích nhấn nữa thì lấy thẻ từ và quẹt kế bên là có thể vào nhà rồi. Nhớ để là có đèn báo hiệu ở phía trên á, nó sang màu xanh là cửa mở ngay, còn màu đỏ là sai rồi đó. Kế bên có chuông cửa, các bạn có thể nhấn chuông để chủ nhà ra mở. Toàn bộ quá trình bạn đáp giọng vào hệ thống sẽ được camera chụp hình lại và truyền về điện thoại của chủ nhân ngôi nhà. Từ đó chủ nhà có thể an tâm ngồi và xem rap Việt và thưởng sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo bừng sáng, trí tuệ Việt mà vẫn có cảm giác an toàn. Nói sơ về cái app điện thoại siêu xịn của tụi mình, do tụi mình cực lực thiết kế đó. App tên là Quản gia Thông minh, đó cũng là tên đổi của tụi mình luôn. Smart Steward, nhìn vào app ta sẽ biết được nhiệt độ, độ ẩm, lượng điện tiêu thụ và số đèn đang bật. Đặc biệt là chế độ điều chỉnh độ sáng của đèn trong phòng khách và phòng ngủ. Đèn này có thể sáng đến mức mà bạn có thể nhìn rõ mọi thứ dù mới chia tay người yêu. Các phòng khác tụi mình có mô phỏng đèn bằng các led tích, phòng nào sáng thịt nè, nhà tắm nè, phòng ngủ nè. Hai cảm biến DST11 được trang bị trong hai phòng ngủ, chúng ta có thể xem nhiệt độ, độ ẩm trong phòng như thế nào đó. Nhà bếp còn được trang bị cảm biến khói để phòng cháy, vì tình yêu nên mấy chị em tiểu thư thường tập nấu nhiệt tình trong đây lắm mũ mũ. Ngoài ra phòng khách còn có ổ cắm điện 220V, bạn có thể điều khiển thiết bị trên điện thoại thông qua nó, xịn chưa mũ mũ. Bạn thấy tuyệt vời chưa? Với Quản gia Thông minh bạn có thể điều khiển mọi thứ dễ dàng. Hôm nay tới đây thôi. Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể đưa vào hộp thư 17119035a@hcmute.edu.vn. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên, ngôi nhà này có thể bán với giá 4 tỷ sau 1 tháng nữa. Y nào có nhu cầu mình giảm giá cho tin hông, đéo tin mũ mũ.